Cùng bạn đọc sách, xin chào các bạn. Các bạn thân mến, Rabindranath Tagore là nhà thơ nổi tiếng của Ấn Độ. Ông là nhà thơ châu Á đầu tiên được trao giải Nobel văn học. Từ lâu, thơ của Tagore đã rất quen thuộc với bạn đọc Việt Nam. Thơ của ông đã được đưa vào sách giáo khoa của Việt Nam. Mây và sóng là một bài thơ nổi tiếng của Tagore được nhiều người yêu thích. Sau đây là bản dịch của Đào Xuân Quý. Xin mời quý bạn đọc cùng lắng nghe. Mẹ ơi, những người sống trên mây đang gọi con. Chúng ta chơi đùa từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà. Chúng ta chơi với buổi sớm mai vàng. Chúng ta chơi với vầng trăng bạc. Con hỏi, nhưng tôi làm sao mà lên được với các người? Họ trả lời, hãy đến bên bờ trái đất và đưa tay lên trời. Em sẽ được nhấc bổng lên mây. Con nói, mẹ tôi đang đợi ở nhà. Làm sao tôi có thể bỏ mẹ tôi mà đi được? Thế là họ cười rồi bay đi mất. Nhưng con biết một trò chơi thích hơn trò ấy, mẹ ơi. Con sẽ là mây và mẹ sẽ là trăng. Con sẽ lấy hai tay chùm lên người mẹ, và mái nhà sẽ là bầu trời xanh thẳm. Những người sống trong sóng nước gọi con. Chúng ta hát từ sớm mai đến tối. Chúng ta ngao du khắp nơi này nơi nọ, mà không biết mình đã từng qua những nơi nào. Con hỏi, nhưng tôi làm sao gặp được các người? Họ bảo con, hãy đến chỗ gần sát biển và đứng đó mắt nghiền nhắm lại, là em sẽ được đưa lên trên làn sóng. Con bảo, buổi chiều mẹ tôi luôn luôn muốn tôi ở nhà với mẹ. Làm sao tôi có thể bỏ mẹ tôi mà đi được? Thế là họ cười, múa nhảy rồi đi qua. Nhưng con biết một trò chơi hay hơn trò ấy. Con sẽ là sóng, mẹ sẽ là một bờ biển lạ lùng. Con sẽ lăn 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 mãi và vỗ vào gối mẹ cười vang. Và không một ai trên cõi đời này biết nơi đâu mẹ con ta đang ở.